Bữa nay 22 tây tháng tháng 5 năm 2 ơi 26 tây tháng 5 chứ, năm 2022 ha. Con nói với cô chú bữa nay con về một cái lô hàng mini dễ chơi mà cây nó cũng vừa túi tiền với mình luôn. Ai thích trồng 5 3 cây, 10 cây thì mình có khả năng trồng được để làm bonsai theo ý của mình. Thì bữa nay con về cái lô tứ quý hoặc là cái lô 12 vụ như thế này. Con vào chủ đề luôn nha. Đây cái lô tứ quý như thế này, con mới cắt tỉa này. Đó. À, gốc bự hơn ngón tay út của con. Đây, cái búp lông của con đây, búp lông thần thánh. Đây. Đó. Đây. Đó. Đó, cái lô tứ quý này là con bán 200.000, còn là con bao cước về tới nhà cho cô chú anh chị luôn. Cái giá cực kỳ yêu. Bây giờ cô chú không cần lo cái phiền cước là bao nhiêu nữa, kệ cha nó. Nó cứ về tới nhà như mình, chỉ cần trả trọn gói là 200.000 thôi là mình sở hữu được cây nho tứ quý như thế này ha. Đây. Đó, một cây nho tứ quý dáng lùng xòe như thế này ha. Xích lấy cao thì nó giống như cái bầu đen bên đây. Đó, nó cao hơn chiếc xe rùa của con luôn. Đây cái gốc của nó đây. Đó. Cô chú thấy chưa? Đó, cây gốc nó như thế này. Cây này cô chú chăm tốt tầm khoảng 1 năm rưỡi nữa là nó cho hoa ha. Xong rồi con về cái lô nho đỏ, cái lô tứ quý thì nó như thế, cái lô nho đỏ đây. Lô nho này, nho tứ quý. Trời ơi, nó nằm lạng đã hết trơn. Tại mới về á, chưa có vô nước lại, nó chưa có hồi cây lắm nữa. Nhưng mà tại con quay cho cô chú anh chị xem, nhưng mà nho thì nó rất là khỏe. Cô chú nào thích thì con vẫn có thể ship ngay trong ngày mai cho mình. Đây, một cây nho như thế này thì giá chỉ có 200.000 thôi. Bao cước về tới nhà luôn. Tứ quý là đúng tứ quý tại kiều bán đó giờ ha. Cây gì nữa cây đó. Cây này nó ngon hay là không thì mình cũng nói như thế. Nó dở hay là không thì cũng nói như thế ha. Thằng nào ăn trái rồi nói ăn rồi, thằng nào chưa nói chưa. Đây, một cây tứ quý như thế này. Đó. Cho tầm khoảng 50 phân. 50 phân cho tới 1 mét tùy cây. Cô chú thích lấy khoảng bao nhiêu thì nói cho con nha. Đấy, cây này là 200.000 là bao cước về tới nhà luôn ha. 5 cây, 10 cây gì đó thì cô chú cứ bảo. Con sẽ gửi cho mình. Còn cái cây nho đỏ 12 vụn như thế này. Để đâu đây? Hàng mới về nó hơi khô, con đang cho người tưới nước. Đấy, cây nho đỏ 12 vụn nó cao như thế ha. 150 là bao cước về tới nhà luôn. Đó. Bự bằng ngón tay út của con luôn đó. Thì cây này chăm sóc tốt, trong vòng 150 nó cũng như tứ quý đó. 150 là cho hoa. Hàng này là lô hộp nha cô chú nha. Trời nhìn nó sơ sát. Nhưng mà con vô nước rồi là mai tỉnh ngay thôi ha. Con về số lượng nhiều này. Đây là đỏ 12 vụ này. Còn cái này là tứ quý này. Đỏ tứ quý này. Nha. Con đang cắt tỉa. Đó, lô này là lô tứ quý. Xong rồi. Tứ quý con nhiều lắm. Con về số lượng nhiều, cây đều đều như thế. Đều đều như thế. Bao đều cho cô chú luôn. Thì con sẽ lựa gốc khỏe, gốc to ha. To, khỏe. Giao cho cô chú anh chị trước. Còn hàng nào cuối cùng thì con sẽ bán thanh lý hàng sale. Đó, một cây tứ quý như thế này mà giá chỉ có 200.000 bao cước về tới nhà thì không có thể nào rẻ hơn được nữa nha cô chú nha. Thì như thế này là mình có thể sở hữu ngay một cây nho tứ quý được rồi, không cần chần chờ, giá nó sẽ hạ nữa, nó không hạ nữa đâu. Như vậy là ok rồi, mình chơi được rồi. 2 cây, 3 cây, 4 cây cô chú cứ gọi ngay cho con 0945707848 giùm con nha. Còn cái này là cái gì? Na dứa Đài Loan à. Cái na dứa Đài Loan này của con là đang hoa này. Cô chú anh chị mua nho tứ quý 1 triệu hay nho lỏ 12 vụ 1 triệu gì đó. Chương trình nói chung là đơn hàng trên 1 triệu là con tặng mình na Đài Loan này. Cô chú muốn mấy cây, 2-3 cây gì đó thì con sẽ gửi cho mình ha. Rồi ok, cái đó là cái quà tặng, con không có bán. Còn cái trà mi thì con vẫn còn. Con còn được 15 cây trà mi ha. Trà mi này là trà mi tứ quý, là hoa quanh năm nha. Đây, quanh gốc nó nằm ở khoảng 10 phân ha, cao khoảng 1m2, 1m3 tùy cây, dáng lùng xòe như thế này. Màu là màu đỏ nha cô chú nha, con bóc lô hàng này là màu đỏ hết cho mình luôn. Đó, nên là cô chú cần thì gọi cho con 1.050.000 là bao cước về tới nhà. Đó là cây trà mi như thế này. Còn còn phía bên kia, một hồi con sẽ đi vòng vườn qua phía bên kia, con qua cho cô chú anh chị xem cái lô trà mi còn lại. Nó cũng khá là xinh xắn và đẹp chứ nó không phải là nó có hàng xấu đâu. Tại vì lô trà mi này con về rất là đẹp. Cây đỏ 12 vụ, cây tứ quý to như thế này, tán xòe như thế này, cao tầm 2m2 thì con đang bán với giá là 2.2 triệu là bao cước về tới nhà cho mình đó. Quanh gốc nó nằm từ 14, 13 tùy theo cây ha. Nhưng mà cái như thế này là cô chú cũng biết được độ già cây và cái độ lớn và độ tàn của nó như thế nào rồi. Tùy lô tùy giá nha. Đó, cây này là 2.2 triệu, con đang có một lô như thế này. Đó, rồi ok. Con ra phía sau con cho mình xem cái lô đỏ con mới về nha.
đánh dấu cho cô chú anh chị chọn. Cái cây này nó, cái cây này là cái cây số 10 18. Cái cây số 18 này nó rất là đẹp, cây 18 cũ này nó rất là đẹp, cái dáng nó rất là đẹp luôn, mà sao bữa giờ vẫn không bán được con không hiểu nổi. Đó. Nhìn dáng nó đẹp mà. Rồi con ra phía sau cho cô chú xem một số các cây đỏ con mới về cho cô chú chọn dáng cho nó nóng nha. Còn cái lô nho đỏ 1 triệu đang trái đang hoa, bao cướp về tới nhà thì con vẫn còn nha. Và cũng không nhiều lắm đó. Hồng đang sô-cô-la, cây đang trái này. Đấy, cây nho đỏ như thế này nè. Lô này là lô xịn sò nha, 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2 50 bao cướp về tới nhà, nó cũng bằng như cái lô bầu vải kia thôi, nhưng mà bầu vải này to hơn. Cái bầu vải này con phải gỡ bầu vải, gỡ đất ra bớt con mới giao cho mình được. Cây này đẹp nè, bộ đế cũng đẹp nữa. Cây này đang nhóm nhóm hoa nha. Đó, cây này là bây giờ con sẽ đánh dấu lại. Cái lô bên đây là cái đào, cây này là cây số 1 nha. Cây đang có 1 2 hoa nha. Số 1, đổi cái tay cái coi nào. Số 1 nha. Bầu vải to, số 1, bầu vải to đỏ 12 vụ này. Đấy, gốc đây. Đấy, cô chú xem này. Đỏ là mình ước lượng được cái gốc nó như thế nào rồi ha. Cây đang nhú hoa lại đó. Cây này là mới về luôn, hàng này là hàng mới nha. Đấy, bộ tàn của nó này. 1 2 50 bao cướp về tới nhà. Lô này là lô xịn nha cô chú nha. Đây cũng là 1 2 50 bao cướp về tới nhà. Đấy. Cây này nó hơi ong góc xíu nhưng mà không sao, khi con vận chuyển con sẽ đánh bầu kỹ cho mình. Đấy. 1 2 50 bao cướp về tới nhà. Cây số 2 nha. Cây số 3. Vậy. Cái số 3 đây, nạn thun như thế này cực yêu rồi. Một nhánh lên, hai chi ra, bốn nhánh đều luôn ha. Cái cây này là cây số 3. 1 2 50 bao cướp về tới nhà nha. Ok. Cái cây này là cây số 4, một nhánh lên, ba chi. Đỏ. 1 2 50 bao cướp về tới nhà. Cây còn cá lưới này là cây số 5. Cây còn có lưới bên đây là cây số 6. Hai cây này không đẹp, không đánh số. Ok. Đây. Một nhánh lên ra bốn nhánh luôn, đang hoa luôn. Cây số 7, 1 triệu 250 nha. Bằng giá với cái lô bầu vải bên kia luôn á. Lô này nó già cây lắm rồi ạ. Cây này con, cái cây này đế quái nha. Để thì chứ mấy người này để mà cũng để coi cũng được, nó bực bội lắm luôn á. Để ngay cho mình coi giùm cái trời. 1 2 50. Cây này nó bị xước da nè. Một chỗ xước da, hai chỗ xước da, ba chỗ xước da. Ba chỗ xước da này bán 1 triệu bao cước, ok chưa? Cây số 7 rồi, cây số 8. 1 triệu. Nó bị xước da thôi, nhưng mà cây nho thì nó liền da ha. Cây số 9. Cây số 9. 1 2 50 nha. Cây số 10 này đẹp nè. Con để ý từ trưa tới giờ, lúc chất hàng xuống tới giờ. Số 10. 1 triệu 250 ạ. Số 11. 1 2 50. Rồi, nhanh lên. Tàn đây, con kéo tàn ra đây. Rồi, tàn đây. Tàn lô này đẹp ạ. Số 11, 1 2 50 bao cướp. Tặng na, tặng gì, tặng tá nã đó con chú, thích cái gì con chú lấy. Con lấy về na dứa Đài Loan tặng cho mình. Tặng là tặng hàng xịn đó chứ không phải tặng hàng Thái như ngày xưa đâu. Na dứa đàng hoàng á. 11 rồi. 12 một cốt lên bốn nhánh nè. 12, lô này lô zin nha.
1250 lô này nha. Đây là chương trình quà tặng, nó nằm trong đây rồi luôn, thôi mình để luôn, mình không lấy ra ha. 1250, số 12, số 13 lô nho đỏ này nha. Về là phụt ra, ra hoa liền. Già cây lắm rồi, có cây đang hoa mà. Một cốt lên ra 3 4 nhánh như thế này. Tàn này. Đó. 13, 14 nha. Cây đang hoa này. Lô này có hoa hết. Về là cứ ra hoa thôi, cô chú đừng có ngại cái vấn đề nó có hoa hay là chưa nha. Ơi. Ở phía sau. 14. Con sẽ quay những cây nào con cảm thấy ưng hơn, rồi vài bữa con sẽ quay cái tớp còn lại nha. Ơi. Ơi. 15, cây này đẹp nè, đang trái luôn. Ở bên kho mới đó, 15 1250. Bên kho mới. Trời ơi, treo trên tường á chị. Tường nào? Trong phòng á. Đi qua bển dòm đi rồi thấy hả? 16 nha. Cây này cũng khá là đẹp. Đây nhìn từ xa đây. 15 là bên đây. 16 đây. Đấy, 1250. 16 nha. Cây này không đẹp không như số. 17. 17 là coi mấy cốt nè. 17. 17 nha. 1.250. Bao cướp về tới nhà. 1250. Ok chưa? Tặng na dứa, tặng vú sữa hoàng kim ha. Tặng tá lã con thích. Cô chú thích cái gì thì bảo con. 17 rồi phải không? Cây 18 này đẹp nè. Một cốt lên 3 nhánh, 18 đẹp đang hoa luôn. Đang hoa. Rồi ok. 19 này đấy đẹp nè. 19. Chỉ cần lấy cái cạp á, cạp cái phần này đi là cô chú sẽ thấy nó đẹp liền luôn á. 19 này. Đẹp mà. 19. 1 1 5 10. Gả con thì bớt tiền khi con bị tật nguyền. Đây. Thẹo chỗ này nha, con bớt đi 100k cho mình luôn. Đó, cây đang có nhiều hoa luôn, đó. 1.150. Ok chưa? Cây này này. Cây này đẹp này, to này. 1250, cây đẹp to này, cao khoảng 1m6, 1m7, tính luôn cả chậu. 1250 đẹp to. Cây nhiêu rồi? 19 rồi phải không ạ? Cây 20 nha. 1250. Nhìn lại cái nữa nè. Rồi ok. Con qua, con ra phía trước nha. Cái lô 350.000 con vẫn còn. Đỏ 350.000 con vẫn còn, cô chú anh chị cần thì cứ gọi cho con. Cái lô nho đỏ này 350.000 nó như thế này nè. Trời ơi, nhiều cành tâm thế. Đây. Gốc đây. 350.000 thì con vẫn còn ha, cô chú cần thì gọi cho con nha. Lô này thì nó có tàn, cái độ già cây với độ lột da cây nó khác nha. Cái lô 150 bên bển nó khác, nó suông ruột, nó mọc thân nó khác, còn cái lô này nó già cây nó khác nha. Chứ đừng có so sánh như vậy đó. Tàn người ta tán người ta đã như thế rồi. 350 ha. Cây này là 350.000, con vẫn còn tầm khoảng 15 cây. Sung. Sung con vẫn còn luôn ạ. Đây. Sung của con bữa nay nó về nè, nó xuống hết lá rồi. Cưng chưa? Xuống hết lá rồi. Trái vẫn còn căng bóng, vẫn còn phát triển bình thường nha. Đây. Cây này nó đang ra mầm ra lá lại bình thường ổn định nha. Cái sung này là 700.000 là con bao cướp về tới nhà luôn, tới cửa sau cho cô chú luôn ha. Tới cửa nhà sau cho mình luôn. Đấy, 750.000. Nó mà đủ lá là nó rất đẹp, tại vì một cốt lên mà nó rất là nhiều nhánh như thế này thì nó đẹp lắm. Nhưng mà vận chuyển về nó bị trái một ít lá thôi, chứ tính ra cây này đẹp mà. Rồi ok, cho qua. Hồng đen sô cô la chiến này là chi chít quả luôn, không, chi chít hoa luôn. Chi chít hoa như thế này là giá 1.500.000 là bao cướp về tới nhà cho mình luôn. 1.500.000 là bao cướp về chơi tới nhà cho mình luôn. Hoa đầy hoa luôn. Ai muốn sở hữu một cái cây độc lạ
để trồng sân vườn, sân nhà thì một cây hồng đen sô-cô-la là có thể trồng được trong chậu, chậu to. Mà cây này nó mau lớn ghê lắm. Nếu ai có đất thì trồng dưới đất càng tốt nha. Đấy, cây này của con to như thế, con bán 1,5 triệu một cây. Cây đang có hoa nhiều như thế luôn. Đấy, cứ dọ giá đâu đâu cũng được, miễn ở đây rẻ là mua thôi ha. Con Kiều nó bán coi cũng được thì mua giùm nó, cảm ơn nha. Rồi bây giờ con qua nha. Cái trà mi này thì con còn khoảng được 10 cây, 12 cây thôi. 1,050,000 con bao cướp về tới nhà. Số lượng có hạn, rừng hết rồi nha con chú nha. Không còn nhiều đâu. Đấy, trà mi này là trà mi tứ quý mà. Những cây nụ lớn con đã chọn rồi con gửi đi. Còn mấy cây này là nụ còn nhỏ đây ha. Đây, trà mi này. Màu này là màu đỏ nha cô chú anh chị nha. Rất là đẹp, rất là đẹp. Con chừa lại một cây, quyết định lần này con chừa lại một cây để con trồng. Cái lô trà mi này rất là đẹp. Đấy, đang nụ như thế này đây nha. Cô chú coi kênh của con, đăng ký kênh, like, share và chia sẻ giúp con với. Con chuyên cung cấp cây giống độc lạ. Nếu là cần hàng order cô chú đặt con, nếu không gấp thì con sẽ mang về nha. Còn hàng con có sẵn, hoặc là nếu biên cửa khẩu bình thường thì con về hàng cứ tầm 1 tuần đến 10 ngày con về một lần ha. Hàng về liên tục cho mình. Đây, trà mi đang nụ như thế này nha. Đó, con còn tập bán 12 cây thôi là con đã hết rồi. Hiếu Hạnh ơi, đây Hạnh Hậu học này. Cô qua Hồng sim nhánh chiết như thế này. Đúng là nhánh chiết, bao nhánh chiết luôn. Nếu cô chú anh chị trồng tầm khoảng 2 năm đến 2 năm rưỡi là có hoa nha, là có thu hoạch nha. Thì lô này là con bán 1 triệu một cây là bao cước về tới nhà cho mình. Nhưng mà cái này là nhánh chiết nha, không phải cây hạt nha. Đừng có so nhánh này mà tại sao là nó lùng như thế mà giá là 1 triệu nha. Còn những cái nhánh mà nó cao to mà nó lại giá 600-700 ngàn là khác. Còn cái nhánh này là 1 triệu là con bao cước về tới nhà cho mình nha. Đây là hồng sim nhánh chiết, tức là sabo khổng lồ đó cô chú, sabo Thái ha. Hàng này con chưa được ăn trái thử nè. Trà mi thì con đã ngắm hoa thử rồi nè. Đó, hồng đen sô cô la thì ăn vị có vị thơm sô cô la, vị dẻo giống như khoai lang và vị ngọt, không có đậm đà lắm nhưng mà nó vẫn ngọt ha. Là ăn được ăn rồi, những món đó là những món con được ăn rồi nha. Đấy. Này là tứ quý nè. Đó, tứ quý này là 200,000 là bao cước về tới nhà cho mình nè. Cắt tỉa gọn gàng như thế này để đem vào vườn trồng nè. Đó. Ok chưa? Đấy. Còn cái lô đế nổi này thì số lượng có hạn, con còn khoảng 13 cây là con hết rồi. Còn đế chìm thì con còn nhiều ha. Cái lô tứ quý đế nổi thì nó giá 20 triệu một cây ha, còn cái lô đế chìm thì giá nó có 16 triệu một cây thôi. Hoành gốc nó nằm từ 25 cho tới 30 tùy cây nha. Số lượng còn nhiều nhưng mà đế nổi thì số lượng ít nha. Số lượng không có nhiều. Đây. Đế nổi này còn chỉ có 13 cây thôi. Hàng Covid, hàng đặc biệt, hàng VIP, hàng cao cấp, hàng đẳng cấp. Hàng này là hàng chơi. Hàng này là chơi không bao giờ lỗi thời ha. Hàng này chơi không bao giờ lỗ. Đó. Đầy vườn luôn. Có cây tứ quý đế nổi nè. Trồng cao này, cây này đẹp. Cây này là 16 triệu là bao cước về tới nhà cho mình luôn. Đường kính gốc của nó nằm ở đường kính gốc không có đem cây. Cái quanh gốc cây này nó nằm ở khoảng 28 quanh nè. Cây này nằm ở 28 quanh, cây này là cực kỳ đẹp luôn. Cây này là siêu phẩm, siêu VIP. Con để ý những cây trong vườn nó đẹp, con sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Chết bà hộp hố. Đây. Cây này cũng đẹp nè, cây tứ quý này nó cũng đẹp. Nó rất là đẹp luôn, giá chỉ có 16 triệu là bao cước về tới nhà luôn. Rất là đẹp và độ già cây của nó là khủng khiếp luôn. Cây mới về hôm nay bắt đầu nhú hoa trở lại rồi nha mọi người. Đấy. Thì nguyên cái vườn của con tầm khoảng 1 tháng nữa là nó sẽ cho bông trắng, trắng vườn luôn nha. Đây. Vườn thì rộng nhưng mà video con đăng 2 hôm, con mới đăng 1 clip thì có thể là thiếu cây cho cô chú anh chị chọn. Có những cây giống mà con về rồi hoặc là con quay sớt ngang thì cô chú lại không thấy. Thì từ nay về sau là cứ cách hôm hoặc là đều mỗi hôm con sẽ lên clip một lần nha cô chú nha. Cô chú đón xem và ủng hộ con ha. Cứ mỗi chiều khoảng tầm 5 giờ và 6 giờ chiều thì con sẽ đăng clip một lần ha. Thì đó là khung giờ đăng clip của con ha, cô chú đón xem giúp con nha. Còn cái lô nho đỏ 12 vụ
Cái lô nho đỏ 12 vụ mà cái giá một cốt lên mà nó xòe xòe như thế này thì giá chỉ có 11 triệu một cây thôi. 11 triệu một cây thôi, chỉ có 11 triệu một cây thôi. Cây đang hồi cây và nhú hoa trở lại nha mọi người. Đây đây, hoa đây, hoa đây, hoa đây. Đó, cái lô mà nó xòe xòe như thế này ha, một cốt lên tầm khoảng 3 tấc bắt đầu xòe ra nhiều nhánh thì chỉ có 11 triệu một cây. Giá bao rẻ toàn Việt Nam luôn nha cô chú anh chị ơi. Ai ở miền Tây thì ủng hộ em với. Miền Đông, miền Bắc, miền Trung, thậm chí em giao Bắc Ninh ha, Bắc Giang, Hà Giang em cũng giao bình thường nha mọi người ơi. Đây đó, cái lô xòe xòe đỏ 12 vụ này thì giá chỉ có 11 triệu một cây thôi. Đó. Đây cô chú anh chị thấy sao ạ? Cái lô này rất là đẹp ha. Hoành gốc nó nằm từ khoảng chừng 25 cho tới 27 nha, 25 cho tới 27. Có nhiều cô chú anh chị hỏi tại sao là tứ quý nó khác cái 12 vụ là chỗ nào ha? Thì con nói là 12 vụ là trái quanh năm ha. Còn tứ quý thì trái 4 mùa, nhưng mà độ già cây của tứ quý rồi thì nó cũng xuyên trái như là 12 vụ thôi. Nhưng mà ăn á thì cái vị đậm đà hơn là cái thằng 10. Cái thằng tứ quý nó sẽ đậm đà hơn cái thằng 12 vụ một xíu nha cô chú nha. Đây, 12 vụ của con đang có nhiều hoa trở lại nha. Đó, 12 vụ nè. Cây này là 12 triệu, ý 11 triệu là bao cước về tới nhà. Cái lô này cho mình nha. Đó, ok chưa? Con kéo ra ngoài đó để con quay phim cho mọi người, nói chung là quay cho khách dễ xem. Đấy, cây đó đó, cặp đó thì chỉ có 22 triệu là về tới nhà. Chiều cao là nó nằm từ khoảng 3m cho tới 2m8 cho tới 3m nha. Hoành gốc nó từ 27-28 hoành. Tán là đẹp, thoát thân khoảng 30 phân nha. Còn cái hàng bonsai này thì cô chú cần là gọi cho con 0945707848 giùm con nha. Hàng này là hàng có mã vạch về tới Việt Nam là phải có giấy tờ đầy đủ cho nó mới về được tới đây nha. Ok chưa? Hàng này là hàng thường nhưng mà hàng này là hàng ôm đá. Quanh gốc nó nằm từ 38 cho tới 40 quanh ha. Chiều cao nó nằm từ khoảng 2m rưỡi nha cô chú. Khi đôn lên chậu rồi nó chính xác thì nó khoảng 3m lên chậu. Còn không là tầm khoảng 2m rưỡi ha. Rồi ok cô chú anh chị ơi. Rồi ok. Cô chú anh chị cần gì thì cứ Zalo số 0945707848 giùm con nha. Chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại trong clip ngày mai ha. Con quay nhiều cây hơn để cho mình được chọn nha.